Việt Công giáo kính chào quý cộng đoàn. Thưa cộng đoàn, một sự kỳ lạ chưa lời lý giải, lửa thánh tại đền thờ mộ Chúa không bị phỏng khi dơ vào mặt. Đoạn một nữ tu làm video cho thấy, trong 33 phút đầu tiên lửa thánh từ mộ Chúa không hề làm phỏng khi dơ vào mặt. Như chúng tôi đã tường thuật, trưa ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 5, tức là ngày thứ Bảy tuần thánh của chính thống giáo và của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, hiện tượng lửa thánh lạ lùng tại mộ Chúa ở Jerusalem đã xảy ra. Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp đã cởi bỏ phẩm phục bên ngoài và chịu sự khám xét của cảnh sát Do Thái để chứng minh rằng Ngài không hề mang theo bất cứ vật dụng nào có thể tạo ra lửa. Sau đó, chỉ một mình Ngài được vào trong mộ Chúa, hai tay cầm hai bó nến. Một lúc sau, ánh lửa bắt đầu phát ra từ bên trong ngôi mộ của Chúa Kitô. Những người hành hương và hàng giáo phẩm chính thống giáo cho biết lửa này rất đặc biệt. Trong 33 phút đầu tiên lửa này không hề làm phỏng họ nếu họ giơ tay trên ngọn lửa. Các nữ tu chính thống giáo tại Jerusalem đã làm một video cho thấy họ giơ ngọn lửa vào mặt mình mà không bị phỏng. Sau khi Chúa Kitô phục sinh, Ngài đã hiện ra cho các môn đệ. Lúc đó ông Tô-ma vắng mặt. Khi nghe kể lại, Tô-ma đòi được chạm đến những vết thương của Đức Giê-su thì ông mới tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến đứng giữa các ông và nói bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-su bảo, vì đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Các nữ tu thực hiện video này nói, phúc thay những người không thấy mà tin, tuy nhiên, cũng có những người không may mắn có được phúc ấy, họ không nên bị loại trừ. Vì thế, chúng tôi làm video này để họ cũng có thể thốt lên như Thánh Tô-ma, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.